Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma Thưa quý anh chị em Phú Hội Trung có ba đời làm nghề thất đức Đó chính là nghề cho vay nặng lãi Rồi người dân nghèo không có trả được Thì siết nợ lấy nhà lấy cửa của họ Dồn họ vào cái con đường cùng bất đắc dĩ Và nhà lão thì mới vừa sinh ra một đứa bé cháu Đích Tôn Liệu rằng những tội ác trong dị chuyện này sẽ xảy đến với ai Và liệu rằng cái ác có phải trả giá Mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này ngay sau đây. Dị chuyện được mang tựa đề Trả oán oan hồn của tác giả Công Hiếu. Hẻm chuyện ma xin được gửi tới quý anh chị em. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng khóc của đứa trẻ chào đời vang lên bên trong căn nhà rộng rãi thoáng mát của gia đình nhà phú hội Trung tay trung thì ở bên ngoài đón đứa cháu đích tôn của mình mà cũng dãy này lên vì sự sung sướng tiếng của bà đỡ đi ra chúc mừng toàn thể gia đình vì đã có cháu đích tôn ai nấy cũng vui mừng với đứa cháu này mà cười lớn lên không khí của căn nhà rộng rãi có thêm đứa bé nữa khiến cho nó cũng bớt trống trải đi nhường nào thực con trai của lão trung cũng mau chóng đi vào với vợ của mình Lão Trung thì quay trở ra, ngồi xuống dưới bàn uống nước. Đám người hầu cũng tập trung đông đúc để đón chào thành viên mới của gia đình. Nhà của lão phú hộ Trung là một phú hộ giàu có nhất ở cái làng Thuận Nguyên này, một tay địa chủ phong kiến vô cùng tàn ác. Ai nhìn thấy khuôn mặt của lão ta mà cũng không phải hoảng hốt cơ chứ. Trong khi căn nhà xung quanh của lão ta thì mọi thứ đều được trang hoàng một cách gọn đẹp, xu dọn sạch sẽ thì ở bên ngoài những ngôi nhà trong ngôi làng đều là những căn nhà mái lá không có chuyện được kiên cố mọi thứ dường như tách lập hoàn toàn so với nhà của lão trung lão ta đi đến đâu thì kẻ hầu người hạ theo sau đến đấy bất kỳ ai gặp lão ta cũng phải cúi đầu chào và hơn thế nữa là phải nhường đường cho lão ta nếu không thì sẽ gặp những chuyện không hay chẳng ai có thể nào mà có thể nghĩ được và cũng có khi là còn chẳng nhìn thấy ánh mặt trời nữa ấy chứ Tại sao nhà lão ta lại giàu như vậy? Cũng chính vì đời trước làm những cái nghề thất đức, cho vay nặng lãi các thứ, cho nên moi móc tiền của của người dân. Ai không trả được thì bị tịch thu nhà, thu cửa. Cho tới bây giờ thì vẫn như vậy. Cả nhà và gia đình nhà lão Trung tính nết hách dịch, giống y hệt không có sai một chút nào hết. Giờ lại thêm một đứa cháu đích tôn nữa chứ. Lão Trung cười một cái, thầm nghĩ ở trong đầu về việc sẽ định hướng cho đứa cháu của mình như thế nào đây. Sau khi bế bồng đứa cháu mình một chút Thì lão ta đi ra bên ngoài dạo bước Những bước đi khá là khoan thai Trên con đường đất Ở trong làng nhỏ này Lão bước từng bước chậm rãi với cái ba tong ở trên tay Đi theo sau là hai tên người hầu bậm trợn Ở với lão cũng đã được gần hai chục năm qua Ánh nắng chiếu xuống dưới bên dưới nền đất nóng rát Gió thổi vi vu làm cho những tán cây đung đưa nhẹ nhẹ Thoang thoảng mùi hương của những cánh đồng lúa dịu thơm đi từng bước ra bên ngoài miếu làng để thắp hương thì có chuyện không hay đã xảy ra có một thằng bé của một gia đình nghèo bị ốm nặng suốt cả đêm qua sáng nay vẫn còn chưa có dậy được bố nó thấy lo bèn nhanh chóng cắp lấy đứa con lên trên vai của mình rồi hớt hơ hớt hải chạy ra bên ngoài làng tấm lưng trần bóng nhễ mồ hôi nước da ngăm đen sau những chuỗi ngày dãi nắng dầm mưa của bố nó bố nó vừa chạy vừa nói với mọi người đứng để gọn gọn vào để cho bố nó còn đi thằng con thì vẫn cứ nằm yên trên vai của bố nó với hơi thở yếu ớt do chạy nhanh và cũng chưa có chú ý nhiều khiến cho người của bố nó đâm chúng phải lão trung làm cho lão ta ngã sóng xoài ra mặt đất hai tên đi theo nhìn gã mà ngơ ngác chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ bộ quần áo của lão trung cũng đã bị bẩn hết hai tên kia mau chóng đỡ lão ta dậy rồi hỏi han ơ kìa ông có làm sao không hả ông Bọn con không có chú ý Chú ý cái gì Tí nữa thì chúng nó giết chết tao đây này Ở đấy mà không chú ý hả à? Chúng mày mắt mũi vứt ở đâu vậy Tao đuổi việc hết đi bây giờ chứ lại Lão ta vừa nhăn nhó Vừa quát lớn Khiến cho cả hai tên run như cầy sấy Lão phủi xong những lớp bẩn ở trên người Rồi nhìn ông bố cũng đang luống cuống bỏ dậy Rồi chạy thẳng mà cay tức rồi quát Thằng kia mà bước sắc về đây Thì đừng có mà trách tao Tao giết hết cả nhà mày đấy Nghĩ rằng có chuyện không vui Ai ngờ đi ra đây đã gặp những chuyện không hay Khiến cho lão ta bực tức vô cùng Đi về nhà thay lại bộ quần áo mới Và toàn thân đã khá là bẩn Lão ta cau mày Nhìn hai tên người hầu mà chửi và quát lớn Hai tên kia cũng chẳng biết làm gì thêm Ngoài việc chú ý Và cúi đầu xuống im lặng Lão ta thay xong bộ đồ Bèn quay sang hỏi về tung tích của kẻ vừa đâm vào mình Hai bố con ở cuối xóm đấy ông ạ Cái nhà mà đợt trước Ờ, vợ mới chết đấy ạ à? ờ, ông ông cho xiết hết đất giờ đang đi làm đồng cho nhà mình đấy ông 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 không nhớ hay sao hai tên kia cũng may là nhìn thấy mặt cho nên cũng có đáp án cho lão ta ừ được rồi giờ ra thắp nén nhang đã cho ổn thỏa tao sẽ xử lý nhà chúng nó sau đúng là cái loại không biết trên biết dưới gì hết nói xong lão ta đi ra bên ngoài miếu thắp nén nhang cho thành hoàng làng như thể muốn thông báo về việc nhà lão vừa mới có thành viên mới. Mọi người xung quanh sau khi biết tin hai bố con kia làm chuyện động trời thì chỉ biết quay sang nhà bảo nhau. Giờ ai gặp bố con nó thì bảo đi ngay đi, nếu không lão trùng đánh cho chết đấy. Giờ lại gây ra đại họa này rồi đây, mau chóng mà rời đi đi, mà thôi, nếu không thì sẽ gặp điều không may nữa đấy. Người này cứ thúc giục rồi người kia lại dục nhau chạy sang bên nhà của thầy lang để xem tình hình bố con của anh chàng kia như thế nào. Sau một hồi chạy bán sống bán chết thì cuối cùng cũng đến được tới nơi nhà của thầy lang. Người bố vừa thở hồn hển vừa gào lên dục dã. "Thầy ơi giúp con với, thằng bé cứ nằm ly bì như thế này suốt từ đêm hôm qua rồi ạ, gọi mãi không có dậy." Ông thầy lang nhìn thằng bé sau đó bắt mạch rồi nói: "Trông coi con cái kiểu gì mà để nó dính phong hàn nặng như thế này chứ Phải để cho nó ở đây theo dõi Chứ tôi cũng không biết phải làm như thế nào đâu Người bố nghe xong Mà toát hết cả mồ hôi hột Lo lắng cho con trai đến mức Cứ đi đi lại lại xung quanh ở bên trong nhà Nhìn vào đứa con vẫn đang nằm yên Ở trên chiếc giường Về phần lão phú hộ chung Sau khi đã cúng bái xong xuôi Đi trở về nhà thì bèn sai Hai tên người hầu Gô cổ cái thằng kia về bãi cho tao đi không thể để cho cái làng này Không có còn phép tắc như vậy được nữa Nhanh lên Hai tên người hầu vừa nghe xong Thì cũng vâng vâng dạ dạ Rồi quay đầu chạy đi Cũng đã biết được Điểm tới của hai bố con kia Đó chính là chỉ có ở nhà thầy lang Ở bên ngoài rìa làng mà thôi Lão trùng chống gậy Rồi nhanh chóng rào chân về nhà một cách chậm rãi Người bố vẫn đang ngồi chờ xem xem Đứa con có biến chuyển gì hay không Nhưng dường như không có gì thay đổi cả đang ngồi dựa ra ghế vì mệt mỏi thì đã bị hai tên người hầu sộc vào giữ chặt lấy người làm cho người bố cũng cảm thấy khá là hoang mang nhìn hai tên kia mà đã hét lên chúng mày làm cái gì vậy thả tao ra thả tao ra tao còn con cái ở đây cơ mà mày sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn già mồm hay sao chứ tông vào nhà phú hội chung thì số mày toi đời rồi con ạ à. tạm tha cho thằng nhỏ kia vì tao thấy nó cũng chẳng sống lâu được nữa còn mày giờ thì theo bọn tao một chuyến đi một tên nhanh chóng đáp lại, ghi chặt lấy người của người bố rồi kéo đi. Dù có dùng mọi cách, nhưng bởi vì do hai tên hầu cận của tay phú hộ chung này khá là to con, cho nên người bố cũng không thể làm gì được, chỉ biết quay sang phía bên đứa con của mình mà ông thầy lang nhìn bằng đôi mắt đáng thương. Mọi người bên trên đường thấy người bố bị kéo đi, cũng đã thấy có chuyện rồi, cho nên cũng kéo nhau đi ra bên ngoài xem xét mọi thứ như thế nào người này hô hào với người kia mỗi lúc một đông hơn mỗi người còn kéo đến một chút cho nên giờ đây đã đông nghịt rồi nhưng chẳng có ai đứng ra để mà xin sỏ cho người bố kia hết biết là anh chẳng đó còn có đứa con đang bị bệnh cần phải có mặt nhưng mà nếu như can thiệp vào chuyện này thì e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì hết cho nên đành phải đứng ở bên ngoài mà nhìn lão trung sau khi về nhà thay đồ xong xuôi thì cũng đứng dậy rồi đi đi lại lại ra bên ngoài làm cho tay thực nhìn sang phía bố của mình mà hỏi gần trưa rồi mà thầy lại đi đâu vậy chuẩn bị ngồi trưa nay làm bữa to chứ biết rồi nhưng tao còn có tí việc xe về sớm ngay thôi không phải lo lắng gì hết giờ tao đi ra ngoài một chút rồi về lão chống lấy cái cây gậy ba tong rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài bãi nhà lão đó chính là bãi đất trống nhưng được lão trung dựng một cái lều lên trước là để làm kho nhưng mục đích chính là để xử lý những kẻ nợ nần không có trả hay là làm thêm những cái số việc bất chính nữa đối với lão ta mà nói coi đó chính là những hành động vui vẻ và những thú tiêu khiển của lão nhưng mà so với những người dân nghèo khổ và đặc biệt là ai còn nợ nần thì lão đây không khác gì là địa ngục trần gian thấy lão trung đi tới thì tất cả những người đang có mặt đứng lui hết ra hai bên đường nhường đường cho lão ta bước vào bên trong Hai tên người hầu cũng đã trói chặt lại người bố vào bên trong một cái cột lớn. Lão Trung đi vào bên trong, ngồi xuống cái ghế đã chuẩn bị sẵn, vắt chân một cái chém chệ rồi ra lệnh cho hai tên người hầu. Đánh nó một trận cho tao đi. Mấy tên kia nghe xong thì nhanh chóng chạy lại bên góc đó, lấy hai cái đòn gánh lớn rồi quật liên tiếp vào người bố. Cặp đòn gánh đó không biết đã thành hạ biết bao nhiêu con người rồi. Có người còn chết ở trong chỗ đó nữa nó mang theo bao nhiêu sự sợ hãi không ai dám động vào nó ngoại trừ những kẻ chuyên trị làm những việc này mà thôi tội ác của gia đình nhà lão phú hộ này đã gây ra cho bà con ở đây bao nhiêu năm trời thế nhưng mà cũng chẳng biết khi nào quả báo mới tới với bọn chúng nhiều người tán ra bại sản hay có những nhà đành phải ly tán nhiều nhà thì phải bỏ của chạy lấy người bỏ đi những nơi bản xứ khác để kiếm tìm cuộc sống tương lai yên bình hơn cũng chỉ vì do chính lão phú hộ này đây. Những tiếng kêu lộc cộc phát ra từ trong cái nhà kho làm cho những người bên ngoài còn không muốn nghe. Mấy đứa trẻ con lách được bên chỗ ngoài cửa thì mau chóng chui ra bên ngoài. Những nhát đòn đánh mạnh và phát ra những cái âm thanh chói tai. Người bên ngoài nghe tưởng chừng như những cỗ xương đã bị gãy vậy. Tiếng gào thét của người bố một cách đau đớn, hai cánh tay cố gắng siết chặt, cố gắng ném cơn đau này lại. Còn hai tên kia thì vẫn cứ theo mệnh lệnh của Lão Trung, càng đánh lại càng hăng hơn. Máu mè cũng đã chảy ra tòng tòng, toàn thân của người bố cũng đã mệt mỏi vì chịu sự gánh nặng vào người. Nhưng mồm thì vẫn cứ thều thào Thả tôi ra, tôi còn về với thằng bé. Những câu nói trong tiềm thức rồi nhanh chóng ngất lịm đi. Lão Trung đứng lên, điền tiến sát đến gần với cái bộ dạng thừa sống thiếu chết kia rồi quát hai tên người hầu. Ra bên ngoài, Lấy cho tao chậu nước cho nó tỉnh đi Nghe xong Hai tên kia nhanh chóng ra bên ngoài lấy nước Rồi thẳng vào mặt của người bố Vẫn còn đang mệt mỏi Thở hắt ra vì quá đau đớn Nhưng tay kia thì có vẻ chưa muốn dừng lại Lão Trung nhìn thấy người của bố thì điên tiết lên Mày có nhìn thấy tao rõ là ai không Còn dám động vào người tao Thì hôm nay mày chán sống thật rồi Lão dùng cái gậy của mình chọc mạnh vào phía bụng của người bố người bố tội nghiệp đáng thương lúc này cũng chẳng còn sức để mà hét lên được nữa, đành gục xuống. Hai tên người hầu nhìn lão Trung đang đợi chỉ thị, lão hất hàm ra hiệu. Đi về, cho nó uống thêm tí nước, tao vẫn chưa xong với cái loại này đâu. Tiện thể về nhà thì giải tán luôn đám dân kia đi nữa là xong. Hai tên cúi đầu luôn, rồi tuân lệnh, còn lão Trung thì nhanh chóng trở về nhà. Bữa cơm thịnh soạn đã được bày biện ra ở nhà lão ta. Cả bên thông gia cũng là phú hộ có tiếng ở làng bên cũng đã sang để thăm nom con cái. Vì cũng đã biết được rằng là đẻ ra quý tử thành ra ai nấy bên ngoài không biết mà nhìn vào bên trong thì đều là môn đăng hộ đối. Lão chúng ăn uống một cách say sưa, sau đó lăn ra ngủ. Còn hai tên người hầu thì bên ngoài nghe xong cũng làm đúng như những gì mà lão ta đã dặn dò, không sai lệch một chút nào rồi cũng đi về. Không khí trở nên mỗi lúc một nóng bức. Mồ hôi của ai nấy cũng ngay cả ngồi ở trong nhà cũng ướt đẫm hết cả lưng áo. Tiếng những con côn trùng đậu lại trên những thân cây lớn phát ra nghe rôm rả. Người dân thì cũng vẫn đi ra bên ngoài như bình thường. Nhưng còn thằng bé tội nghiệp kia thì cũng không có biết có chuyện gì, bệnh mỗi lúc một trở nặng hơn. Thầy lang cũng đã cố gắng hết sức nhưng không thể làm điều gì khác được. Nó mất đi mà cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn được bên ngoài lần cuối nằm ngủ một giấc miên man ly bì như thế này cũng tội nghiệp mà bố của nó thì cũng bị bên nhà lão phú hội chung nổi tiếng là tàn độc bắt đi còn chưa biết sống chết ra sao nữa thời gian cứ thế trôi cho tới tận khi sẩm tối lão trung ăn uống xong rồi ở trước hiên nhà mình uống nước hưởng thụ cuộc sống của một địa chủ thì hai bên người hầu người hạ cũng đã đi ra luôn luôn nhộn nhịp hơn văng vẳng là cái tiếng trẻ con hai tên đi ra trước mặt của lão ta rồi lễ phép thưa gửi thưa ông, còn thằng ở bên kia thì không đánh nữa thì tính sao bây giờ? À? cũng nhốt nó cả ngày hôm nay rồi, ra xem nó như thế nào rồi thả nó ra, chết thì mang ra sau nhà mà chôn, còn lại thì kệ xác nó, tao cũng không có hơi đâu mà lo. lão ta nghe xong thì cau mày rồi vẩy tay đi. hai tên đi ra bên ngoài đó với cây đuốc sáng thì người bố kia cũng chỉ còn lại là một cái xác lạnh cứng đã chết từ bao giờ. Chính vì những đòn nặng tay của cả hai tên Lưu, một tên trong số đó đã lên tiếng Bây giờ mang ra sau nhà mà chôn thôi à Biết vậy chứ sao Giờ chả nhẽ để đây mấy bữa lại rách việc ra Phú hộ dặn sao thì cứ nghe như vậy đi Tên còn lại tên là Nguyện thì đáp Hai tên chật vật khênh cái xác ra bên ngoài đào đất Rồi chôn cái xác của người bố tội nghiệp kia ngay chính trong đêm tối khi mà những ngôi nhà lụp sụp quanh ngôi làng cũng đã tắt dần ngấm hết vào trong cái màn đêm yên tĩnh thì hai tên cũng đã hoàn thành xong xuôi nốt công việc. Toàn thân lấm bẩn, nguyện vỗ vai của bạn mình rồi nói: "Giờ thì đi nhậu đi, chứ về nhà thì cũng muộn mất rồi." Hai tên nhìn nhau cười khoái chí rồi đi ra bên ngoài đầu làng, gặp đúng thầy lang cũng vẫn còn đợi ở cửa bên ngoài, cùng với cái xác đã được bịt bằng vải trắng thì ngay lập tức chạy lại hỏi han. Nguyện nghe thế vậy thì cũng nói: Bây giờ chỉ còn cách là ông quăng cái xác của thằng nhóc này đi đâu thì đi đi Chứ bố nó cũng chết rồi Làm gì đâu mà còn ai đến xu dọn xác cho nó Chỉ trách là ông trời cho nó cái số khổ quá mà thôi Mà phú hộ chung thì ông còn lạ lẫm gì nữa <cười> Tiếng cười của hai tên hùa với nhau một cách vô cùng thích chí Có vẻ như công việc này đã gắn bó thành quen với cả đám đó rồi Tiếng cười đùa vang lên không ngớt Ngồi bên ngoài quán gọi đồ ăn Thầy lang cũng chẳng biết làm sao nữa Đành phải mang xác thằng nhỏ tội nghiệp Đi vào bên trong căn nhà cũ của nó Đặt vào đấy Rồi muốn sao thì muốn Chứ ông cũng chỉ là người ngoài Không có quyền quyết định Này Sắp tới vụ rồi đấy Đợt này làm vừa vừa thôi Nghỉ ngơi chút đi Không là gặt hái xong xuôi Là lại phải đi đòi nợ đấy Lực uống cạn cốc rượu Rồi nói cho bạn mình ngồi đối diện Nguyện nghe xong mà cũng chỉ biết gật gù Năm ngoái đói kém người dân đến vay mượn hết lúc này đến lúc nọ không ngơi tay hứa hẹn đủ cả đến lần vụ này cho nên cũng là việc mà hai tên được lão trung trọng dụng nhiều nhất là phải làm thế còn nhà thằng kia thì sao đây công nhận lão trung già rồi mặt tiền không biết để đâu cho hết tay nguyện đáp lại hai tên người hầu ăn uống với nhau xong xuôi thì cũng nhanh chóng trở về nhà quá nửa đêm mây đen cũng kéo tới che lấp đi ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời gió cũng bắt đầu rít qua những kẽ cửa mỗi lúc một lớn hơn. Hạt mưa bắt đầu rơi tí tách, những tán cây to lớn cũng đung đưa với nhau mỗi lúc một mạnh hơn, tạo nên những cái âm thanh nghe chói tai. Một trận mưa tầm tã đã kéo dài nguyên suốt cả một đêm, con đường đất lúc này cũng đã ướt sũng, đất bầy nhảy, mực nước ao cũng đã dâng lên một cách đáng kể. Mọi vật như được gội rửa sạch dưới cái làn mưa mát. Một ngày chào đón thành viên mới của gia đình nhà phú hộ Trung đã cướp đi tính mạng của gia đình đáng thương kia. Sáng ngày hôm sau, gia đình nhà lão ta đều bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa trẻ. Lão trung chống gậy đi ra bên ngoài. Chỉ sau có một đêm mưa gió tầm tã, lá leo cũng đã dụng kín cả khoảng sân rộng của nhà lão. Người ra người vào chạy vạy hết đủ việc này tới việc kia, người quét sân, người lo cho đứa bé, người làm chỗ đồ ăn buổi sáng. Chỉ mới có sáng sớm như thế này mà gia đình nhà lão phú hộ chật vật không khác gì là một lễ hội cả, vì có thêm một thành viên nhỏ tuổi nữa. Hai cha con nhà lão ta ngồi ăn uống, vừa nói chuyện với thằng nhỏ, thì lão ta nhớ cái điều gì đó, bèn cho gọi lực và nguyện lên để hỏi chuyện. Tay lực con trai của lão thì nghe xong cũng hỏi. Thế xác thằng bé kia, lão thầy lang mang đi đâu rồi? Đợi tí nữa khô giáo, sang bên nhà kia, còn gì thì đốt hết đi, lấy đất mấy bữa nữa mà cọc trâu cọc bò lại. Hai tên kia nghe xong thì tuân lệnh răm rắp, bữa sáng trôi qua một cách yên ả, à, bầu trời quang hơn, những người dân thống khổ bắt đầu đi ra bên ngoài với những dụng cụ làm lụng ở trên tay. Ai nấy cũng không thể biết được rằng người bố đã chết từ chiều ngày hôm qua, cho nên hôm nay tranh thủ ghé sang bên nhà kho của nhà lão Trung. Nhưng chỉ có cái kho lạnh lẽo chứ chẳng có thêm được cái gì khác. Cứ nghĩ rằng ông trời có mắt thương tình hai bố con vẫn còn bình an, mọi người nhanh chóng rời đi để tiếp tục công việc cho một ngày mới ánh nắng cũng đã bắt đầu nhô lên, dọi những tia nắng xuống dưới mọi cảnh vật, hong khô tất cả mọi thứ. Hai tên người hầu cũng bắt đầu kéo sang bên nhạc của hai bố con kia, thì quả đúng là tay thầy Lang đã để xác của thằng bé đã bốc mùi ở bên trong. lực cảm thấy thế thì bèn hỏi nguyên. bây giờ làm sao đây hả mày? đốt thôi. cũng để lâu rồi, cho nên là khô đi, đổ thêm ít dầu vào nữa thế là xong. nguyện thẳng thừng đáp lại. Hai tên nhanh chóng làm theo rồi thiêu rụi toàn bộ căn nhà bên trong khuôn đất đó. Nhiều người thấy cháy thì cũng sang bên đó, nhưng thấy hai tên kia thì lại lắc đầu đi, với cái vẻ nhìn vậy cũng là đã đủ hiểu. Mọi việc gì đã diễn ra. Lòng căm phẫn cùng với sự thương xót cho cả hai bố con, vợ mới mất chưa được đầy một năm, vậy mà hai bố con cũng đã cùng nhau đi theo với người vợ quá cố rồi. Chỗ hương khói của cả ba người hiện tại không có mà thở cúng nữa, mảnh đất kia cũng đã phải ngậm ngùi mà rơi thẳng vào tay của gia đình nhà phú hội chung họ cũng đâu có thể làm được điều gì khác thân phận thấp kém nếu có đứng ra mà nói thì liệu rằng sẽ có ai tin cơ chứ hơn thế nữa một khi đã làm điều này thì chắc chắn là sẽ không có một sự kết thúc tốt đẹp gia đình nhà lão trung chắc chắn sẽ không thể yên ổn được nhưng cái quan trọng nhất là cái xác của hai bố con hiện tại đã được an táng đàng hoàng hay chưa hay là cũng đã bị người ta thiêu trụi luôn ở bên trong căn nhà đang bốc cháy với những làn khói đen nghi ngút kia. Lực và Nguyện sau khi đã làm xong xuôi, bèn nhanh chóng cùng nhau trở về nhà. Người dân cũng chạy tới hỏi, cho rằng hy vọng còn gì nữa đâu. Nhưng mà mong sao thì hai tên sẽ làm chỗ mai táng cho hai bố con kia cẩn thận. Nhưng Lực dở ngay cái thói hách dịch mà hắn ta đã nhiễm từ bên nhà của phú hội Trung rồi nói. Bây giờ mà muốn tìm thì cũng chết hết cả rồi Các người ăn cơm nhà mà đi lo nhà hàng tổng hay sao chứ Về mà làm lụng đi Giờ đất đấy là của nhà phú hội chung rồi Nghe rõ chưa Đám người đứng xung quanh hai tên nghe xong mà lắc đầu ngao ngán Nói chuyện với mấy tên này thì cũng chẳng khác gì là chủ Phải thôi, chủ sao tớ ấy mà vậy Chúng cũng có người chống lưng thì cũng chẳng phải sợ gì Người dân ai nấy cũng đã chứng kiến cái cảnh hai tên hành hạ những người làng cùng với nhau đánh đập không có một chút thương tiếc rồi còn quay sang chửi bới. Hai tên kia nhanh chóng trở về đến bên phía nhà rồi quay trở lại nhà nghỉ ngơi. Thực ở nhà bế con rồi chạy đôn chạy đáo để mà sai hết người này đến người nọ tới nơi. Đợi hai người kia về thì mới ngồi yên vị trí rồi nói chuyện về chỗ đất kia cho hai tên nhanh chóng làm việc hoàn tất trong chiều nay. Tiếng bát đổ vỡ ở dưới bếp tiếng trẻ con lại vang lên. Thực nóng mắt rồi đứng bật dậy. Trông hắn ta còn đáng sợ hơn cả chính bố của mình nữa. Hắn nóng mắt đi xuống dưới bếp rồi mồm quát lớn. Chúng mày ăn không ngồi rồi. Giờ làm việc cũng không có được nữa hay sao chứ? Có biết chúng mày vừa làm con tao tỉnh dậy hay không? Cả đám thấy tay thực cáo gắt như vậy thì run lên bẩn bật mau chóng cúi xuống xin lỗi rồi nhanh chóng thu dọn đống đồ đạc. Thực thấy một cô hầu gái luống cuống làm cho hắn ta nóng mắt Hắn xách cổ cô gái tội nghiệp đó lên rồi quát lớn. Cái lũ như mày chỉ toàn là mấy cái loại ăn hại, ở đây làm gì cho tốn cơm. Cô gái trông thấy hắn ta thì phát khiếp đến suýt khóc, toàn thân thì run lẩy bẩy, tay chắp lại rồi nhìn về phía bên nhà hắn mà van xin. Xin cậu tha cho con, con sẽ làm tốt hơn ạ. À? Mày cút ngay ra khỏi nhà tao." Bực mình quát lớn rồi thả tay ra, làm cho cô gái ngã chúi trụi rồi ho sặc sụa cô gái đáng thương nhìn đôi mắt về phía của tay thực đáng sợ rồi nhanh chóng chạy lại kéo lấy quần của tay thực mà van xin con xin cậu cậu làm gì con cũng được đừng đuổi con đi con còn mẹ già ở nhà cần phải phụng dưỡng mẹ con yếu lắm rồi bàn tay dính phải cái nền nhà đen bẩn cô gái cố gắng vịn vào bên trong cái tấm quần vải lụa của tay thực nguyên cả một cái quần trắng đều bị bàn tay của cô gái vấy bẩn vào đó những người xung quanh chưa biết nên làm như thế nào thì ngay lập tức thực dùng chân đá thẳng vào mặt của cô gái bé nhỏ. Cô gái lăn đùng ra đất, máu mũi cũng bắt đầu chảy ra tòng tòng xuống dưới mặt đất. Thực quay sang nhìn lại cô mà quát. Mày cũng gan quá nhỉ? Đợt này trèo lên đầu tao mà ngồi đi nhá. Nói xong, hắn ta lao vào đánh đập cô gái bé bỏng không có chút thương tay. Chân thì liên tục văng những cú đá mạnh. Hai tên người hầu ở nhà nghe thấy tiếng của cậu chủ gọi cũng nhanh chóng sọc ra. Cô gái đáng thương bị hai tên kéo lê ra bên ngoài sân một cách tội nghiệp. Tiếng chửi bới kèm theo đó là tiếng khóc thút thít của trẻ con đã vang lên the thé. Cô gái nằm ra ngoài đất bị những tay to lớn đánh đập. Có mấy người già cả rồi nhanh chóng lao vào xin giải vây cho cô. "Thôi thôi thôi thôi, cậu tha cho nó đi, nó còn có mẹ đang ốm ở nhà mà." Nhưng tay thực mà đã điên lên thì còn hơn cả bố của hắn nữa, cho nên ai nấy cũng đã đứng nhìn rồi cũng chỉ biết cúi đầu trông cô gái bị hành hạ liên tiếp là những đòn đánh mạnh của bên phía gia đình nhà lão phú hộ chung cô gái yếu ớt không thể nào chống trả được máu me cũng đã bắt đầu chảy nhiều hơn khuôn mặt bầm dập thực ra sau khi xử lý xong xuôi bèn thở hộc hộc hắn ta với khuôn mặt đỏ ngầu nhìn hai tên lực và nguyện mặt đánh đập xong bèn ra hiệu để cho cô hầu gái đó đi ra chỗ khác nhưng cô gái đó yếu đuối lắm rồi làm sao mà có thể tự đi thêm được nữa cơ chứ những người làm cũng đành nhanh chóng tập trung lại rồi khiêng cô bé đi lão trung thì im lặng không có nói gì lúc này thì mới lên tiếng chúng mày nhanh chóng lên rồi còn chuẩn bị cho tao đi lên trên thuyền trên đi cả đám nhanh chóng rồi đi ra bên ngoài làm việc bình thường lực và nguyện nhanh chóng cùng với nhau đi thay đồ thực cũng nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo hắn ta ngồi xuống đối diện với bố của mình rồi hỏi vừa mới sáng ra mà thầy đã lại chuẩn bị lên huyện làm gì chứ? Tao muốn lên trên đó. Hôm nay nhà quan huyện có cỗ, tao phải tranh thủ dựa theo cái này để mà còn nhanh chóng giúp mày thăng tiến được chứ. Giờ mày ở nhà quán xuyến mọi việc đi. Tao cũng chuẩn bị đi đây. Lão Trung đứng lên, đi từng bước đi vào bên trong bồng đứa bé lên, rồi làm nũng cho nó một lúc. Hai tên Lực và Nguyện cũng đã xong xuôi, đi ra bên ngoài đứng chờ đợi ông chủ của mình để cùng nhau lên đường hai tên được lão trung chỉ chỗ mang cho những lễ vật bỏ hết vào bên trong tay nải. Sau đó cả ba tiến ra bên ngoài rồi đi thẳng. Thời tiết nắng chang chang, chiếu rọi xuống mọi cảnh vật cũng đã trở nên khô giáo, con đường cũng đã bớt nhão đi trở nên dễ đi hơn. Thực tiễn bố xuống đi xong thì cũng lại tiếp tục lo hết chuyện này cho tới chuyện nọ. Lão trung thì hôm nay lên trên kia chủ yếu là để đi gặp quan lớn để lấy lòng. Quan ở dưới này sắp nghỉ cho nên lão ta muốn đưa tay thực lên làm quan. Nhà của lão ta từ trước tới giờ đây cũng chỉ cần biết là giàu có, nhưng chưa có bất kỳ ai làm quan cả. Ngay đến cả lão ta cũng mơ màng đến cái việc đó, nhưng thực tình là lão không có đủ tố chất, đành phải nhượng lại cho thế hệ về sau. Một ngày trôi qua cứ thế yên bình, cô gái đáng thương kia được đưa về nhà, nhưng cũng chẳng có tiến triển gì thêm, cứ nằm yên ở bên cạnh nhà trong hết người này cho tới người kia hỏi thăm nhưng cô bé đáng thương kia lại không có bất kỳ động tĩnh gì cả chỉ có hơi thở yếu ớt là dấu hiệu cho mọi người biết cô bé còn sống hay không ai nấy cũng rất thương cô gái nhưng đến ngay cả thầy lang tới mà cũng lắc đầu thì cũng chẳng biết nên làm như thế nào nữa bà mẹ già ốm nằm gọn một góc cũng chỉ khẽ rơi những giọt nước mắt vì không thể làm được gì cho đứa con bé bỏng một khung cảnh có lẽ phải nói là buồn ở bên trong căn nhà nhỏ này chỉ riêng tiếng tỉ tê kèm theo đó là những giọt nước mắt lăn dài lão trung sau một ngày dài mệt mài tích cực đi làm quen chào hỏi hết người này cho đến người kia thì toàn thân say bí tỉ hai tên người hầu cũng phải khốn đốn để đưa lão ta lên trên xe ngồi rồi mới có thể về được về tới nhà thì cũng đã tối mất hai tên cố gắng dìu lão trung đi vào bên trong nhà còn thực thì đợi hơi lâu cho nên mới lấy cớ để quẳng mắt cả hai bên cả hai tên nhanh chóng đưa lão ta vào bên trong rồi sau đó đi nghỉ ngơi thực thì uể oải bởi vì mệt do phải bồng bế đứa bé một cách mệt mỏi cho nên giờ mới là lúc cho hắn ta tự do để thư giãn một chút bên ngoài chỉ là những thanh âm của những tiếng gió rít những tán lá va đập vào nhau cùng với đó là tiếng thở dài của tay thực trong tay vẫn còn cầm cốc rượu lên đột nhiên bên ngoài thực nhìn thấy có bóng người nào đó vẫn còn đang thấp thoáng ở bên ngoài cánh cổng. Thực cau mày, mặt đỏ ngầu, bèn luống cuống đứng dậy, sau đó tiến từng bước ra bên khoảng trống tối đen. Đi ra bên ngoài nhìn ra sau cánh cửa, thực nhìn thấy bóng kia rồi hỏi: "Ai đang ở đấy vậy? Ra đây xem nào, thầm thà thầm thụt làm gì?" Rồi hắn ta nhìn ra là có người vô cùng quen thuộc, bụng có vẻ như đang chữa, ánh trăng chiếu xuống nhưng vẫn không đủ cho hắn ta nhìn rõ, hắn ta mở cổng ra thì phát hiện ra đó là lụa một cô hầu gái mà hắn ta mê mẩn trong suốt quãng đời thời gian vừa qua học ở trên huyện ngay cả lúc về đây rồi thì hắn ta vẫn hay kiếm cớ để lui tới với cô nàng đó giờ thì hắn ta ngạc nhiên khi thấy lụa đang đứng ngay trước mặt của mình như thế này cô đi đâu mà sao còn dám vác mặt này về tìm tôi làm gì chẳng phải tôi đã cho cô tiền rồi biến đi khuất mắt tôi còn gì nữa thực cau mày nói luôn với cô gái trước mắt điếu thuốc trên tay vẫn không ngừng bốc khói lên cay xè cả mắt anh nghe em nói em biết là em tìm về đây là sai nhưng thực sự là em hết đường để đi rồi nhà hát đuổi em em không còn đường nào để mà đi nữa đành phải quay về đây để tìm anh cô gái lúc này bám lấy tay của hắn trong màn đêm tối đáng sợ rồi tha thiết thực quay về nhìn phía bên nhân tình của mình không có một chút thương xót nào rồi quát lớn hẩy mạnh cánh tay của cô làm cho cô ngã lăn xuống dưới đất Thế thì kệ cô Cái loại như cô còn muốn nói chuyện tử tế với tôi sao Chẳng qua cũng chỉ là thú vui qua đường mà thôi Ăn bánh xong trả tiền là hết việc Còn giờ muốn về đây ăn vạ nữa hay sao chứ Cô gái lăn ra đất rồi khóc lóc Ôm lấy cái bụng cũng khá là to tướng Cô nàng bám víu lấy chân của thực rồi nói tiếp Anh không nhớ rằng Đêm hôm đó anh đã làm gì sao Đứa con trong bụng này là của anh đây Thực nghe xong mà cũng ngẩn cả người Có điều đó khó có thể tin được Thực câu mày suy nghĩ về cái đêm mà hắn ta đã lên trên huyện, khi vợ có bầu rồi mây mưa cùng với cô đào hát này. Giờ lại thành ra cái chuyện này nữa. Nhưng đó cũng chỉ là cái cách để giải tỏa mà thôi. Giờ lại bị thành ra như thế này. Hắn ta quay trở lưng đi mà thở dài không biết nên làm như thế nào nữa. Cô gái lại tiếp tục bám víu lấy người của hắn, rồi nói. Bây giờ anh tính xem xem như thế nào để giải quyết đi. Chứ em không còn chỗ nào để đi nữa. Thì phải phá nó đi mà thôi có thế mà cũng phải hỏi cô có cần thiết phải quan trọng hóa vấn đề lên như vậy hay không chứ thực cau mày rồi liếc sang xung quanh tay đẩy luôn cô ta ra vì sợ đêm hôm có ai đó về để ý tới hắn cô gái lúc này cũng bần cùng quá cho nên chỉ biết van xin hắn ta hy vọng là hắn ta sẽ ở lại nhưng thực lắc đầu tôi giờ đã có vợ con xong xuôi rồi giờ chỉ còn cách là đưa tiền cho cô rồi cô muốn đi đâu thì đi phá luôn cái của nợ này đi cũng được coi như vậy là xong nói rồi Hắn ta đi vào bên trong nhà Lấy một bọc tiền ra Ném thẳng xuống dưới đất rồi quát Cầm lấy đi Rồi đi cho khuất mắt tôi đi Đừng có để tôi thấy cô thêm một lần nào nữa Thái độ phũ phàng này của tay thực Hắn ta đã quyết định như vậy Là bởi vì cuộc hôn nhân hiện tại của hắn ta Là do gia đình sắp xếp Hai bên môn đăng hộ đối Cùng là những phú hộ của cả hai làng với nhau Cho nên mới có sắp xếp này Nhưng tay thực cũng là một tay biết điều Gia đình bên kia độc nhất cô con gái cho nên mọi tài sản sẽ về tay của hắn ta nhanh mà thôi thể hiện của hắn ở trong làng này nữa nếu như mà giữ đứa bé kia lại với lý lịch làm gái của lụa kia thì có ai còn sẽ kính nể hắn ta được nữa chứ lần trước hắn ta đưa vợ lên trên huyện mua đồ mà cô ta cũng đã tìm cách tiếp cận cho nên khá là mệt mỏi lần này chắc lại theo chân của lão trung về tới tận đây thực cũng khá đau đầu về vấn đề này nhưng lúc này thì hắn ta cũng mặc kệ Cùng lắm, nếu như mà cô gái còn có cố tình làm quá lên như vậy, thì hắn bắt buộc sẽ phải xử lý cô ta, kể cả dòng máu của mình đang ở trong người của cô ta cũng vậy. Bên trong nhà, mọi thứ lúc này cũng im lìm cả đi. Hắn ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi leo lên trên giường chợp mắt sau cả ngày đi lại. Cứ nghĩ rằng sẽ ổn định được vào giấc ngủ thì quý tử của hắn ta lại bắt đầu khóc ầm nhà lên. Hắn ta mở mắt dậy bắt đầu cầu nhào mọi đám người hầu nhanh chóng lên để mà giúp đỡ tiếng chó bên ngoài rú lên mỗi lúc một ầm ĩ hơn, quấy động nguyên cả một sự yên tĩnh của cả ngôi làng. Thằng bé được bế bồng lên đi khắp nhà nhưng vẫn chưa có chịu nín. Mãi về sau, phải lấy con dao đặt lên trên đầu giường thì mới im hẳn đi, chắc là do gặp ma cho nên mới thành ra như thế. Nhưng bên ngoài cổng thì Lụa sau khi nhìn thấy tiền mà thực đã ném ra dưới đất lúc này cũng chỉ biết khóc lóc ở bên ngoài đường hưu vắng. Thân phận của cô làm gái hát cho nên cũng không có quyền lên tiếng ở đây. Nghĩ rằng khi về dưới này, viết thực sẽ được tiếp đón, nhưng thay vào đó là những lời chửi rủa thậm tệ của nhân tình. Ôm cái bụng bầu, nhìn vào bên trong căn nhà rộng rãi kia mà cô rít lên một cái, sau đó cuộn vải mang theo, làm cho một sợi dây vòng qua thân cây lớn. Cô gái hát ở trên huyện không có bất kỳ một mối quen biết nào ở đây. Ngoại trừ tay thực, đã ra tay kết liễu mình. Cô gái chết mang theo nguyên cả một đứa con ở bên trong người, một xác hai mạng đang lủng lẳng trước cổng nhà của tay thực. Sáng sớm ngày hôm sau, trong nhà của lão Trung, ai nấy cũng uể oải mệt mỏi ngáp lên ngáp xuống vì sau một đêm cứ hơi chút là lại phải tỉnh giấc do tiếng khóc của trẻ con vang lên. Lão Trung lúc này cũng đã tỉnh rượu, lão ngồi bên cốc trà nóng hổi được người hầu pha cho mình, nhâm nhi từng chút một ngắm cảnh xung quanh căn nhà. Lão gật gù một lúc thì mới thấy bên ngoài cổng có tiếng sồn sào điều gì đó. Lão ta nhanh chóng gọi lực và nguyện ra. Thấy hai tên quần áo vẫn còn sọc sạch chắc vì vừa ngủ dậy bèn quát. Hai thằng bay ra bên ngoài kia xem, có chuyện gì mà vừa mới sáng sớm ra, đã ồn ào hết cả lên như vậy chứ. Không biết đây là nhà ai, hay sao mà cứ làm loạn lên vậy hả? Thằng nào chống đối, đánh luôn cho tao không tha. Hai tên vâng dạ rồi đi vào bên dưới bếp, lấy gậy gộc mang ra bên ngoài, thấy khá nhiều người đã tập trung ở bên ngoài, lực nhìn nguyện rồi nói. Hay là sang đây trả nợ tiền cho lão Trung vậy mày? Chứ thường ngày chả lấy đâu ra cả mặt đám tập trung ra như thế này chứ. Mày bớt cái suy nghĩ viển vông ấy đi chút đi mày. Nhà ai mà chả đói? Lần nào đi đòi thì tao với mày cũng đòi toát cả mồ hôi ra mà có xong đâu. Đào đâu ra mà lũ dân đen tự giác sang trả nợ cho lão Trung cơ chứ. Lão to mồm chứ không phải mưa vớ vẩn đâu. Tay Nguyên nhìn sang phía của bạn mình lừa một cái cánh cổng được vây kín Chỉ còn được một chút ra ở bên ngoài mở Thì ra ngay lập tức thì Nguyện đã cầm cái gậy Chạy ra dọa nạt cả đám đông đang đứng Chúng mày có biết đây là nhà ai hay không hả Mà sáng sớm ra Đã làm chuyện ẩm ý ở đây rồi Tin tao gông cổ hết vào hay không Khôn hồn thì giải tán nhanh Phú hội chung mà ra đây Thì chúng mày xong việc Hắn tăn nổi hết các gân quốc lên trên mặt Làm cho cả đám dân đang đứng cũng phải lùi lại Rồi đột nhiên lực ở bên cạnh vỗ vai hắn ta làm cho hắn ta quay lại nói nhỏ sao không phụ tao mà còn ở đây vỗ vậy rồi hắn ta lại đưa theo mắt của mình nhìn theo chỗ của lực chỉ thì tí nữa ngã ngửa ra đằng sau mồm của hắn ta khá là lắp bắp rồi hỏi người bạn của mình ai đấy nhưng tay của lực chỉ biết lắc đầu không ai biết được mấy người kia đâu sau khi giải tán hết đám đông hiếu kỳ kia thì chỉ còn có vài người đứng xa xa nhìn về phía cái xác kia vậy Lực và Nguyện quay người chạy tới tấp vào bên trong nhà. Lão Trung đang uống trà nhìn hai tên có vẻ là thất thần, bèn nghiêm nghị chậm rãi hỏi. Làm chuyện gì mà chúng bay chạy ma đuổi vậy chứ? Còn mỗi cái việc dọn dẹp đám người đi mà cũng không làm xong, thì liệu rằng tao còn nhờ chúng mày làm được trò chống gì nữa chứ? Ông ơi, chết, chết người ở bên ngoài cây ông ạ, à. cho nên chúng con mới kéo đông người tới. Lực đáp lại với cái chán vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi lão trung nghe xong thì cứ tưởng hai tên vẫn đang đùa cho nên đập bàn cho cả hai tên run lên cầm cập lão thấy hai tên như thế thì cho nên bèn đứng dậy rồi đi theo hai tên ra bên ngoài đầu ngõ thấy cái xác chết đã bị tóc che kín cả khuôn mặt lão ta cũng khá là hoảng hốt nhưng cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi kêu hai tên kéo cái xác kia xuống dưới đất đám người hầu trong nhà cũng nhanh chóng chạy ra để hóng hớt lão ta nhìn cô gái đi rồi nhìn lại nhưng chẳng nhận ra ai cả Lão quay sang hỏi tất cả đám người hầu trong nhà Nhưng cũng đã nhận được câu trả lời tương tư Thực cũng biết tin đi ra bên ngoài đó Còn nguyên cả sập tiền vẫn còn đang ở bên trong cái xác cứng đờ kia Hắn thấy thế thì cũng hơi hoảng nhưng cố gắng tỏ ra bình tĩnh Lão Trung thấy biểu hiện của con mình cũng có vấn đề Nhưng giờ đông người cho nên cũng không có muốn làm ẩm chuyện lên Lão ta cho hai tên nhanh chóng lấy tiền ở trong tay của người chết Sau đó rồi nhanh chóng kéo cái xác đi chôn ở đâu thì đi Thực thì đi vào bên trong nhà không có nói thêm bất kỳ điều gì Sau đó nhanh chóng uống nước để giải tỏa tâm lý hiện tại Lực và Nguyện sau khi chôn cất cái xác kia xong Bèn nhanh chóng đi rửa tay bằng rượu Xong xuôi, hai tên trở về đặt chỗ tiền đã được bọc lại rồi đưa cho Lão Trung Lão Trung cao mày nhìn về phía bên thực Nhưng tay thì vẫn cứ không chứng tỏ ra một chút sợ hãi Mà kiếm việc này tới việc kia để nhanh chóng rời đi Xong xuôi, Lão Trung cất gọn số tiền này đi rồi cho hai tên kia nhanh chóng chui ra bên ngoài mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu nhô lên cao chiếu những cái tia nắng xuống phía dưới gay gắt hơn không khí cũng bắt đầu oi bức hơn thường ngày lão trung cũng để cho mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách yên bình những người dân thì vẫn cứ tiếp tục lại công việc của mình nhưng chủ đề ngày hôm nay thì ai nấy cũng phải bàn tán với nhau về chuyện của cô gái lạ mặt kia không biết tung tích đầu đuôi của mọi chuyện này như thế nào cho nên ai nấy cũng nghĩ rằng Chả nhẽ lại tự nhiên có người xuống dưới nhà của phú hộ chung mà chết Tối ngày hôm đó Khi những ánh đèn đã chiếu hết toàn bộ những căn nhà lụp sụp ở trong làng Bên phía nhà lão Trung Cũng chỉ còn mỗi hai bố con ngồi đó nói chuyện với nhau Thực đi ra bên ngoài ngồi cùng với bố mình Rồi hỏi chuyện như không là biết gì Có chuyện gì mà sao thầy gọi tôi ra đây bên ngoài lại làm gì vậy Trông thầy hôm nay lạ lắm đấy Lão Trung đứng lên đi một vòng xem xét lại thái độ của con mình xong sau đó đập bàn lớn rồi chỉ tay mày nhìn xem mày làm như vậy có được hay không tao đã nói từ trước rồi giờ mày để xem xem nó chết ngay trước cửa nhà mình đấy thực cũng đã hiểu rằng bố của mình biết có chuyện nên hắn ta cũng không có dám phản kháng gì thêm chỉ biết im lặng mà cúi đầu đợi cho ông ta nói xong lão trung chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm giờ mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi may sao cũng chỉ có tao với mày biết chuyện nếu không thì chẳng biết giấu cái mặt mày đi đâu tiền nong không thành vấn đề Đừng có cho bên nhà kia biết hết Thực vâng dạ sau đó lui vào bên trong nhà Với những suy nghĩ xung quanh Một cái thở dài mệt mỏi Ngày hôm sau Ánh nắng lên trói trang Cũng là lúc những bông lúa vàng nặng hạt Đã có thể được thu hoạch Người đi ra bên ngoài thì rõ sớm Ngồi tập trung với nhau tám chuyện một chút để vào việc Gia đình nhà phú hội chung thì luôn là chủ đề để cho mọi người ở trong làng bàn tán chỉ trong khi thằng bé vừa được sinh ra mà đã có mấy mạng người chết ở dưới nhà của phú hộ trung ai nấy cũng bàn tán xôn xao về mấy cái thứ quái quỷ đang diễn ra xung quanh nhà lão hết người này rồi tới người kia và đặc biệt là cô con gái kia chắc hẳn phải có điều gì đó liên quan thì mới tới nhà lão ta mà chết được nhưng có những người ở bên ngoài lề chỉ có biết nhìn nhau rồi nhanh chóng giải tán chỗ mọi người đang ngồi nghỉ mấy ông mấy bà thôi đi Nói nhiều với người ta bên đó nghe được Thì lúc này lại phiền lắm đấy Chuẩn bị đồ đạc mà đem thóc về nhà phơi đi Ai nấy nghe xong mà cũng nhanh chóng đứng dậy Không có dám ngồi buôn chuyện nữa Đứng dậy đi ra bên ngoài đồng nắng cháy để gặt mùa vụ Ngoài đồng ngày hôm nay Đông người y như đang chảy hội vậy Người này gặt người kia nhanh chóng mang về ồn ào nguyên cả một mảng Nắng lên cao Làm cho không khí oi bức quay trở lại Mồ hôi của tất cả cũng ướt sũng nhưng cũng vẫn cứ cố gắng cùng nhau gặt cho xong. Lão Trung cả đêm ngày hôm qua cũng chẳng hề chợp mắt mà cứ ngồi yên một góc nhà, lúc thì hút thuốc, lúc thì uống trà rồi lại ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Thực đi ra bên ngoài nhìn bố mình như vậy cũng chỉ bảo mấy người hầu nhanh chóng dọn đồ ăn lên cho phú hộ Trung. Đến mãi khi ngồi vào bên trong bàn ăn, phú hộ Trung mới lên tiếng với con trai. Nói chung là chuyện đã qua rồi, Mày cũng từ giờ chuyên tâm vào cho cái nhà này một chút đi. Tí nữa sang bên đất nhà hôm trước thằng Lực với thằng Nguyện xem xét chỗ rồi kêu người dọn lại để chỗ cho bò với trầu đi. Còn số tiền hôm trước coi như là tao cho qua. Nhưng trước khi mày lấy vợ, tao cũng đã dặn dò như nào thì cứ tự giác. Nếu không, mày sẽ không có bất kỳ một cái gì hết. Thực ngay xong cũng chỉ biết vâng dạ ăn uống cho mau mau rồi gọi cả hai tên kia đi theo mình ra bên ngoài chỗ đất của hai bố con ngày hôm trước vừa đi ra bên ngoài do thói hiếu kỳ cho nên thực mới hỏi chuyện thế người đàn bà hôm qua là người quen của cậu hả cậu hai mày có câm mồm mày đi không hả nhiều chuyện lắm quá rồi đấy hai tên kia thấy hắn như thế thì nhanh chóng ngay lập tức đã phải im thiên thít lại rồi xin lỗi dối rít sau khi đi ra bên ngoài bãi đất hôm trước hai tên mới thiêu rụi xong Thực bảo hai tên su dọn hết những đống cho tàn đen ngòm. Có cả xác của thằng bé ở đấy dọn ra ngoài rồi quay gọn lại, lấy chỗ cho mấy cái khác. Nguyện đi ra bên ngoài lấy một bó nhang đốt, làm cho tay thực phì cười, mà tiểu bậy luôn vào đống hương đang cháy. Hành động của thực làm cho cả hai tên sửng sốt, nhưng thực nói một câu làm cho cả hai tên cũng cứng họng vì đối lý. Chúng mày giết người rồi, vậy mà bây giờ thắp nhang cái nỗi gì chứ? Yểu siêu, người ta như vậy thì còn gọi được hay không? nhanh nhanh, rồi đi theo ta ra bên ngoài đồng xem bọn kia đã gặt như thế nào rồi. Lực và Nguyện tính thắp nhang để xin đất, nhưng hai tên là kẻ đã giết chính chủ đất này, thì làm sao mà có thể nói chuyện tử tế được ở đây nữa? Hai tên nhanh chóng su dọn xong xuôi, rồi lại đi ra bên ngoài đồng cùng tay thực. Chẳng biết có vấn đề gì mà trông hắn ta, hôm nay có thay đổi phong cách chóng mặt. Chẳng có ai nhận ra được đây là thực con trai của phú hội trùng nữa. Hắn từ ngày trước, chính xác là lúc đi học ở trên huyện thì luôn ăn chơi lêu lỏng Lúc nào cũng thế, chứ không phải cho tới bây giờ. Hắn ta tụ tập đàn đúm với đám bạn nhiều tiền, đến nỗi phát ngán cả ra, và ít khi buổi sáng hắn ta bước vào khỏi nhà. Ngay cả khi hắn ta có lấy vợ, thì cũng chỉ là ít đi. Nhưng hôm nay thấy tay thực đi ra bên ngoài đồng, nơi mà ngày trước dù có như thế nào, hắn cũng không có thèm đặt chân xuống thì tất cả mọi người đều nhìn hắn trong một sự ngỡ ngàng không hề nhẹ. Công nhận là có người phải dụi lại mắt hay hỏi nhau xem, đó có chính xác là tay thực. Đứa con trai chơi bời lêu lỏng của phú hộ trung hay không? Hắn đã thay đổi một cách chóng mặt như thế này, cũng khiến cho tất cả không thể nào nhận ra được. Này, hôm nay thằng này nó bị làm sao vậy? Sao lại vác cái xác ra bên ngoài này đấy? Tôi cũng chịu, hay là hôm qua có cái xác chết trước nhà, làm cho nó điên rồi cũng đền đấy chứ người này nhìn người kia chỉ trỏ, rồi nhanh chóng cúi mặt xuống kẻo dễ bị người ta nhìn thấy. Thực cũng đi xem xét hết một vòng xong xuôi, sau đó trở về nhà rồi thay đồ. Lực và Nguyện nhìn nhau mà cũng chỉ biết lắc đầu mà thôi. Tính nói chuyện với Lão Trung, nhưng Lão cũng đi vào bên trong buồn nghỉ ngơi làm gì có thời gian. Sở dĩ mà tay thực tự nhiên làm mấy cái chuyện này là do mà lão Trung đã biết được rằng con trai của mình có dính líu tới cô gái đã chết ngày hôm qua là một chuyện. Vì chính hắn ta cũng đã thú nhận với bố của mình rằng là có qua lại chỗ đó. Nhưng khi mà lão Trung phát hiện ra tay thực lấy tiền của mình và cuối cùng lại nằm trong tay xác chết kia thì cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định. Lão phải bắt tay thực đi quán xuyến mọi thứ thì mới cho thừa kế tất cả các tài sản trong nhà. Bằng không thì một cách cũng không có đó là lý do vì sao lần này lão ta lại nhắc ở trong bữa ăn, cũng là để cho tay thực biết điều mà thực hiện. Thực trở về nhà mà kêu mệt mỏi rồi nằm dài ra kêu người hầu nhảy với tấm lưng bóp vai. Chồng hắn ta đi ra bên ngoài chẳng làm bất kỳ một cái gì mà cũng được hầu hạ cung phụng như thế này, đời quả thật là bất công là như vậy. Hắn ta nhìn về phía bên bố của mình vẫn đang dương con mắt hăm he ra rồi nói: "Năm nay được mùa thầy ạ." tranh thủ mấy bữa nữa rồi tôi bảo thằng lực với nguyện ra bên ngoài kho kêu chúng nó trả lại số nợ vụ trước hắn ta cười một cách đắc chí làm cho lão trung cũng chỉ biết lắc đầu chẳng biết nói gì thêm về phần cô hầu gái tội nghiệp ngày hôm qua thì cho đến sáng nay cũng không trụ được nữa mà chút hơi thở cuối cùng bên trong căn nhà tồi tàn người hầu này chạy về báo cho người kia làm cho cả đám lao nhao cả lên lão trung thấy mấy người chạy đi chạy lại vô phép bèn hỏi chuyện thì mới hay được sự tình. Cũng may sao là lão còn chút lương tâm, cho nên để cho một số người sang bên đấy phụ giúp mà lo đám tang, chứ không thì lão cũng bắt mấy kẻ ở đó đứng hết vào vị trí mà làm việc. Thực sau khi đã được giải tỏa xong xuôi thì nhanh chóng đứng dậy đi sang bên nhà của cô hầu gái, người mà chính tay của hắn đã ra lệnh đánh đập không có thương tiếc, dẫn tới cái chuyện cô gái đó chết yểu. Thế nhưng hắn ta chẳng hề thương xót mà thay vào đó là bộ mặt kinh khỉnh vì nghĩ cô gái đáng thương đó phải nhận những gì mà cô ta nhận vì đã gây ra lỗi lầm cho hắn sau khi đợi một lúc thì mọi người khóc xong xuôi hắn ta lúc này thì mới lên tiếng người chết thì cũng đã chết cả rồi chỉ trách sao số phận nó quá hầm hiu mà thôi còn bà mẹ thì kệ bà ta muốn sao thì ra mấy nữa thu hoạch nợ xong thì ta sang lấy đất chứ không để như vậy thì phí Câu nói hết sức hoang đường của hắn ta làm cho ai nấy có mặt thì vô cùng căm phẫn. Nếu như hắn ta lấy đất thì người mẹ già của cô gái này sẽ phải sống ở đâu chứ? Sao lại có con người mất nhân tính như thế này cơ chứ? Họ nhìn theo thực rời đi trong lòng uất hận, nhưng họ làm sao mà phản kháng được. Tối ngày hôm đó, lão trung đi uống rượu bên ngoài muộn chưa thấy về, chỉ còn thực ngồi một mình ở bên ngoài hưởng thụ làn gió mát mẻ thổi sộc vào người hắn ta khoan thai mà hí hửng, rồi đột nhiên một luồng gió mạnh không biết từ đâu sộc thẳng vào người, làm cho hắn ta lạnh hết cả sống lưng. Hắn ta định đóng cửa lại để đi nghỉ, nhưng thấy ở bên ngoài có động, thầm nghĩ là lão trung về, cho nên hắn ta đã thu xếp gọn gàng lại đồ đạc, rồi đi ra bên ngoài đón bố, tính bụng sẽ chửi hai tên lực và nguyện vì không đưa ông về sớm hơn nhưng ở bên ngoài. Nhìn qua những cái khe bít thì không thấy ai. Hắn ta nghĩ chẳng nhẽ lại là bản thân của mình nghe nhầm nhưng đánh đo suy nghĩ một hồi thì hắn cũng mở cánh cửa ra cơn lạnh lúc này vẫn làm cho hắn ta dùng người hắn ta chẹp miệng đang tính chửi đồng thì thấy có cái vật gì đó lạnh áp vào thẳng sau gáy theo như cảm nhận thì nó giống như một vệt đá vào lưng làm cho hắn ta quay dùng mình hắn ngó lên thì ngã luôn ra phía sau vì thấy có cái chân người mồ hôi của hắn toát ra mặc dù làm cho toàn thân vẫn cứ lạnh toát hắn gào lên để hy vọng có người nhanh tới để mà cứu mình hắn thấy hình ảnh của lụa đang treo lơ lửng ở trên thân cây nở một nụ cười đầy ma quái làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng ám ảnh hắn ta bắt đầu quỳ sụp xuống van xin làm ơn làm ơn tha cho tôi hắn ta đang được đứng trước thân hình của người tình mình đã chết ngay trước mặt của hắn ở dưới đất còn có một đứa bé không chính xác là một hình thù chưa rõ ràng của một đứa trẻ con đỏ lòm đang cất những cái âm thanh nào đó đang từ từ bỏ về phía của thực thực lúc này thì sợ xanh mặt không ngừng với vào bên trong gọi lớn chúng bay đâu cứu tao nhưng có lẽ dường như tiếng kêu cứu của hắn ta không hề có được bất kỳ ai nghe thấy hắn ta gào lên điên loạn rồi ngất liệm đi xuống dưới đất mặt vẫn còn đang lộ rõ cái biểu cảm vô cùng sợ hãi gió cứ thế thổi đều đều lại làm cho những tán lá rụng xuống dưới đất thổi tạt đi kêu lên những cái tiếng lẹt xẹt trên con đường đất kèm theo đó là những âm thanh của những con vật nhỏ ở bên trong những hang hốc nào đó dưới cánh đồng đã bị gạt vơi đi lão trung thì lúc đó đang được hai tên dìu đi từng bước về nhà thấy thực nằm một góc mà lão ta cũng khá là hoảng hốt nhanh chóng sai lực và nguyện khiêng cậu hai vào bên trong nhà rồi mới đi mời thầy lang lão ta như tình cả rượu khi thấy có chuyện không ổn xảy ra đối với con trai của mình lão túc trực cả đêm cùng với cả đám người hầu bên con trai đợi cho thầy lang xem xét kết quả xem có vấn đề gì hay không. Nhưng mãi cho tới gần sáng mà chưa thấy thực tỉnh lại, làm cho vợ con của hắn cũng lo lắng. Người trong nhà thì không biết vì sao đêm nay hắn ta lại ra bên ngoài để làm gì rồi đã thành ra như vậy. Nhưng dù có nỗ lực như thế nào, thầy lang cũng đành phải quay ra rồi lắc đầu. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bây giờ chỉ có chờ xem cậu nhà có nỗ lực như thế nào mà thôi. Lão Trung nghe xong mà dường như là muốn đứng người. Lão không còn trụ vững được nữa, mà phải để cho hai tên người hầu đằng sau đỡ lấy, chứ không thì lão ta đã lại lăn ra đất thì lại mệt. Vợ con của Tây Thực nghe xong mà cũng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà, tránh những cái việc không hay xảy ra. Toàn người dân ở trong làng lúc này cũng hay tin là Thực gặp chuyện thì lại lôi ra làm chủ đề bàn tán. Coi như cả làng đã được một phen hả dạ sau những chuỗi ngày mà gia đình nhà lão Trung tác oai tác quái ở đây, lão Trung thì thất thần, thắp nhang cúng bái cho vợ đã mất liên tục để thi vọng cầu bình an cho đứa con. Thực thì vẫn cứ nằm yên bất động như vậy, không có bất kỳ một động thái nào. Hắn ta liền có lúc làm cho mọi người cảm thấy có hy vọng, thì cũng là lúc hắn ta trở mình giật nảy. Thầy lang cũng ngày ngày đi sang để xem xét và điều trị. Phải mất vài ngày sau, thực mới từ từ mở mắt lão trung nhìn thấy con dậy mà cũng vui mừng giờ lão sẽ cho trông coi con cẩn thận không để cho mấy tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa nhưng tay thực mở to mắt ra thì mọi thứ hoàn toàn xa lạ đối với hắn khi có người vừa định động vào hắn thì ngay lập tức hắn ta đã hất văng tay rồi lùi lại vào bên trong góc tường ôm trọn lấy mặt vẫn lộ rõ cái vẻ vô cùng đáng sợ đối với cả đám người xung quanh dù có nói hay dỗ bằng những lời ngon ngọt như thế nào thì cũng bất thành Câu cửa miệng của thực mỗi khi phát ra là Làm ơn, đừng giết tôi, tha cho tôi mà Bay đâu, chúng mày đâu cứu cậu Rồi hắn ta lại lăn ra đất ngất lịm đi Lão Trung chưa thể hiểu ra chuyện gì đã xảy ra Mà phải đón một cú sốc như thế này Lão lôi những người hôm qua có mặt ở trong nhà ra sân hỏi chuyện Thậm chí là dùng cả vũ lực Nhưng chẳng có ai hay biết là tay thực đã làm những chuyện gì Lão Trung cuối cùng cũng đành phải chấp nhận sự thật rằng là tay thực đã bị điên giờ thì phần đời còn lại của lão ta sẽ ra sao đó là điều mà lão ta vẫn đang thường thường nghĩ tới lão chỉ có độc nhất một thằng quý tử cho nên giờ đành phải chấp nhận sống như vậy mà thôi thực thì nửa tình nửa mê yên tĩnh nhất bên trong nhà thì cũng chỉ chờ cho hắn ta ngủ thiếp đi thì mới xong chuyện được trông bộ dạng của hắn ta lúc nào cũng như đang có người truy đuổi muốn giết chết hắn ta ngay bất cứ lúc nào cả khi ở trong mơ có lúc hắn ta còn nhìn nhầm người làm của mình là lụa cái chứ Nhân tình đã chết của hắn mà lao tới bóp cổ một cách không hề thương tiếc Khiến cho người đó suýt tắt thở May sao có lực và nguyện lúc nào cũng tức trực mới có thể phá ra được Trông con như vậy, lão Trung rất là xót xa Nhưng giờ nếu như mà không nhốt thực lại Thì chắc chắn là sẽ có chuyện lớn xảy ra Cho nên lão Trung lúc này cũng phải cho lực và nguyện Xu dọn hết mấy cái phòng bên cạnh Rồi nhốt thực lại Để mấy vật nhọn không may hắn ta lấy được Thì cũng công cốc Thực được nhốt vào trong buồng tối Sau khi đã được xu dọn hết đồ đạc cẩn thận Trông hắn ta như một con thú hoang Đang bị giam giữ vậy Lực và nguyện nhìn nhau Mà cũng thấy rùng mình Thì thầm ở bên tai Hôm trước vẫn còn lành lặng bình thường Không ngờ hôm nay không khác gì là một con thú hoang Thế mới sợ chứ Phải đấy, mà mày bớt nói chút đi mấy này mệt rồi nên là tranh thủ tí tối nay ta với mày đi ra ngoài quán nhậu nhặt tranh thủ chút nguyện nhìn về phía bên bạn mình rồi hất tay ra hiệu hai tên chỉ biết lấm lét cười rồi đi ra ngoài làm việc cả một ngày trôi qua yên ả người dân bên ngoài đồng thì nhanh chóng xu thóc về để mà làm nốt các bước nhà của lão trung cũng không khác thế nhưng lại còn nghe những cái âm thanh chửi rủa gào thét của thực khiến cho lão ta mỗi lúc càng thêm đau đầu nghĩ rằng sẽ thả qua cho mọi người cho thoải mái nhưng cuối cùng thì lão cũng đã phải cật lực để mà sai thằng lực và thằng nguyện vào đánh ngất cậu chủ thì mọi thứ mới được yên bình lại lão không có muốn làm như thế nhưng vì sót con cho nên lão đành phải làm như vậy đêm xuống bóng tối bao trùm lấy mọi cảnh vật xung quanh tiếng gió rít qua từng khe cửa mạnh làm cho mọi thứ trở nên u ám hơn lão trung đi vào bên trong phòng của thực kiểm tra lại hết mọi thứ xong xuôi mới chợp mắt lúc này thì nguyện và lực cũng đã đi ra bên ngoài trèo tường ra ngoài để nhanh chóng cùng nhau đi nhậu bóng âm thanh phát ra làm cho nguyện giật bắn mình nhìn sang bên tay lực vẫn còn đang nhai răng ra cười mà trách vẫn còn đó mà cười được hay sao chứ nhanh nhanh không lỡ hết việc hai tên đi ra bên ngoài lúc này thì căn nhà cũng đã chìm vào trong giấc ngủ êm đềm rồi đi ra bên ngoài quán quen gọi toàn thức ăn vẫn còn hay dùng đánh chén một hồi cho tới khi ra ngoài quán cũng chẳng còn ai nữa thì lực mới ghé sát vào tai nguyện rồi thỏ thẻ. Mày nghĩ nhà phú hộ có ma hay không? Chứ tao thấy tình hình này là không phải khả quan lắm rồi đấy. Khả quan? Khả quan là cái gì? Mày nghĩ tao với mày giết không biết bao nhiêu người rồi mới được trọng dụng như vậy hay sao chứ? Giờ lại lôi ma cỏ ra làm tao phát ngán rồi đấy. Nguyện nghe xong thì ngay lập tức đã phản bác lại bạn của mình hai bên lại nâng chén uống cạn sau đó lực tính nói thêm điều gì đó nhưng vì nguyện cũng đang không đồng tình với ý kiến cho nên đành thôi hai tên uống xong mà mỗi người một cảm xúc một tâm trạng không tài nào mà diễn tả ra được chân thì cũng chân nọ đá chân kia từng bước tiến về phía làng gió hôm nay cũng nhanh chóng trở rời nổi lạnh lên làm cho hai tên phải ôm cả vào nhau ánh trăng cũng nhanh chóng đã bị những đám mây đen kéo tới che khuất lúc nào chẳng hay đang đi tản bộ về nhà trên con đường đất quen thuộc thì đột nhiên, Lực cũng đứng sững người lại, chỉ tay về phía trước, mồm thì lắp bắp cho nguyện nghe đủ rõ. "Mày ơi, có có gái kìa." Giọng điệu lắp bắp này của người đồng nghiệp khiến cho nguyện không khỏi phì cười. Hắn ta vỗ vai bạn mình rồi nói, "Làm như kiểu chưa nhìn thấy gái bao giờ ấy. Giờ mày muốn đi làm với nó đúng không?" Lực nhanh chóng gật đầu. Nguyện cũng tạo cơ hội ngay ra trước mắt cho bạn mình nên bèn để cho lực đi theo người phụ nữ trước mắt hai tên dù có làm điều gì xấu gì đi chăng nữa kiểu gì thì phú hộ chung sẽ đứng ra mà chống lưng cho cả hai mà thôi nên cũng không cần thiết phải suy nghĩ nhiều chịu nghe chửi chịu sỉ nhục thì hai tên ở suốt bao nhiêu năm qua cũng đã quen rõ rồi nguyện lui về phía bên nhà kho đứng hút thuốc chờ bạn còn lực chạy theo cô gái kia cô gái kỳ lạ đó có như có sức hút vậy muốn hắn ta đi theo hắn cho nên hắn ta bắt đầu buông những lời đon đả. Nguyện thì đang cười trừ với bộ dạng của bạn thì phát hiện ra bên căn nhà kho kia đang có người lục lọi điều gì đó làm cho hắn ta vứt cả điếu thuốc lao vào bên trong. Định bụng rằng lần này sẽ bắt được tên trộm nào đó to gan dám đi vào bên trong nhà phú hộ ăn trộm rồi đây. Tay Nguyện thận trọng đốt một bó đuốc làm mồi lửa rồi mới đẩy cánh cửa đi vào bên trong. Cánh cửa kho cũ kêu lên những cái tiếng âm thanh kéo kẹt làm cho tay nguyện sờn cả gai ốc. Tiến từng bước vào bên trong, hắn ta phát hiện ra được một bóng đen đang lầm lũi làm gì đó bất thường. Hắn nhanh chóng tiến lại giật quay người kia ra, nhưng khi người kia quay lại dưới cái ánh đuốc là khuôn mặt của người bố với bè bét máu, toàn thân tả tơi không có lấy thêm bất cứ thứ gì lành lặn được nữa. Điều này làm cho hắn ta run lên bần bật, mồm không ngừng cắn vào nhau rồi cuối cùng là chỉ vang lên một tiếng hét ở bên trong căn nhà kho đáng sợ, nơi đã giết chết bao nhiêu mạng người xấu số ở bên trong đó. Tiếng hét xé tan màn đêm, làm cho lực đang ve vãn gái phải giật mình quay lại. Không biết thằng này làm gì, bị làm sao, mà lại hét toán cả lên như thế này chứ. Lực nghe xong mà tự hỏi ở trong đầu. Nhưng giờ hắn ta vẫn còn đang giang dở với cái thứ kia thì hiện tại còn chưa giải quyết xong thế rồi lực cũng đành phải tính quay lại ngay phía của mình để còn nhanh chóng chạy sang bên phía của nguyên chưa kịp xong xuôi thì ngay lập tức phía bên cô gái mà hắn ta đang đi theo đột nhiên lên tiếng anh đi đâu vậy chứ lực nghe xong mà cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ một âm thanh mang theo cái sự u uất vọng từ cõi u minh vọng về âm thanh ngay như những tiếng gió gào lớn cứ vọng về bên tai của hắn hắn ta run run đôi bàn chân đứng cũng chẳng vững nữa muốn bước tiếp ra bên ngoài nhưng không có được thế rồi cô gái đó nhanh chóng quay người lại đôi bàn tay đặt thẳng lên trên vai của hắn ta một luồng lạnh chạy dọc theo từ bên bả vai xuống khiến cho lực cảm thấy lạnh toát hắn ta nhanh chóng quay người lại thì nhận ra người đối diện đối với mình chính là cô gái hắn ta đang đi theo lại chính là cái cô hầu gái ngày hôm trước mới bị chính tay của hắn và nguyện đánh đập đến mức tử vong còn Mai thì đang chuẩn bị sang nhà giải quyết nốt cho người mẹ của cô để mà chiếm đất. Hắn ta cứng đờ người ra không có nói thêm được một lời nào nữa. Nhanh chóng phẩy phẩy tay rồi cố gắng lùi về sau. Mồm thì lắp bắp. Không, không, không thể thế được. Hơi men trong người của hắn ta cũng đã hết từ lúc nào. Nhưng hắn vẫn cứ nghĩ là do của mình say cho nên mới thành ra như vậy. Hắn quay người chạy một mạch ra phía nhà kho. Mồm vẫn không ngừng mếu máu gọi tay nguyện nhưng chạy đến nơi bầu không khí yên tĩnh đã làm cho hắn ta sợ phát khiếp hắn ta cố gắng gọi vào bên trong bóng tối nguyện ơi mày đâu rồi mày âm thanh vẫn cứ thế vang lên nhưng không có hồi đáp có chăng đi nữa thì lại chỉ là tiếng vọng ở bên căn nhà kho cũ kỹ phảng phất lại cái mùi máu đã lâu ngày đọng lại gọi mãi đến khản cả họng mà không thấy vẫn không thấy nguyện hồi đáp lại lực thấy có điều gì đó bất an ngay chính trong điều lúc nãy hắn ta đã nói với bạn của mình Chẳng nhẽ là có ma Và lúc nãy nếu như hắn ta không có nhìn nhầm cô hầu gái kia Thì có lẽ điều mà hắn ta nói là chính xác Đang quay cuồng trong những suy nghĩ bám chặt ở bên trong đầu Thì đột nhiên có tiếng cười khúc khích của trẻ con đâu đó văng vẳng ở bên sau nhà kho Lực thấy thế thì thầm nghĩ Giờ là ban đêm rồi Nhà nào lại để cho con cái chạy ra đây làm mấy cái trò săn bậy như vậy chứ tao mà bắt được tao đánh chết nhưng hắn ta không nghĩ vậy là để đánh lạc hướng tâm trí của mình ngay trong lúc đó hắn ta đang không biết có nên đi theo hay không nhưng cuối cùng thì có một sức mạnh vô hình nào đó muốn đẩy hắn ta đi thẳng về phía ngôi nhà sau nhưng bước đi của hắn ta vô cùng chậm rãi chỉ để lại những cái âm thanh cỏ cây đang bao vây lấy xung quanh cơ thể của hắn ta giật liên hồi nhưng khi đi ra bên ngoài đó hắn ta lại không có thấy bất kỳ một ai thêm nữa thở phào được một cái nhẹ nhõm sau một chuỗi thì lúc này căng thẳng đầu óc ở phía bên trái của căn nhà kho đã lại vang lên lúc này làm cho lực căng thẳng lại mồ hôi lại bắt đầu vã ra như tắm không biết nên nói như thế nào may là trả lời ra sao nữa cứ như một cái máy vậy lực tiến thẳng về phía trước không hề có một chút suy nghĩ gì thêm nhưng lần này lực thấy một thằng bé đang đứng đó nhìn hắn ta cười lực cau mày rồi quát này 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 thằng danh con kia đêm rồi mà không về còn ra đây làm gì nữa vậy có tin tao đánh cho mày một trận hay không nhưng dường như chỉ với thái độ này thôi là lực cũng đã khiến cho đám trẻ con bên làng phải sợ chết khiếp chứ còn hơi đâu để mà đứng đấy mà cười được nữa thế nhưng giờ thì lại khác thằng bé vẫn cứ đứng đó mà còn ra điệu thách thức khiến cho tay lực bắt đầu nóng máu Trời thì tối, trăng thì bị che khuất cho nên cũng chẳng thể giúp hắn ta nhận ra là con của ai. Lực nhìn thằng bé kia rồi khẽ cười nhếch mép. <cười> Mày tới số rồi con ạ. À. Thế nhưng khi hắn ta đi sang xung quanh để đuổi, nhưng dường như thằng bé kia cũng đã chạy rất nhanh, muốn tóm nó thì cũng khó hơn là lên trời. Chạy đuổi một lúc thì lực cũng đã mệt nhọc, ngồi xuống dưới đất thở hổn hển không có ra hơi nữa. Hắn ta lèm bèm cầm một viên gạch lên, ném thẳng về phía thằng bé nhưng kỳ lạ thay rằng, viên gạch xuyên qua người của nó một cách vô thức. Lực rụi rụi mắt chạy theo vài lần và lần này thì hắn ta cũng đã nhanh chóng tóm gọn lại thằng bé đó. Nhưng khi chạm vào người của nó thì đột nhiên lực gào lên một cách khó chịu vì toàn bàn tay của hắn ta bây giờ thấy bỏng rát. Hắn ta buông luôn bàn tay nắm đứa bé kia mà suýt xoa vì nóng không có chịu được. Vừa ngẩng mặt lên đang định rơi chân đạp cho thằng bé kia thì lực phát hoảng mà ngã ra sau bởi vì toàn thân của thằng bé đó chỉ có một màu đen sì, điều này làm cho hắn ta vô cùng sợ hãi. Dường như hắn ta vừa nhận ra đứa bé đó là ai, không có chính xác ra là đứa bé đó đã chết rồi thì phải. Là con trai của gã đã tông vào người của phú hộ chung rồi đã bị lão ta sai người đến đánh đập. Bố thì chết ở trong nhà kho, còn đứa con thì vừa về nhà cũng đã trong tình trạng cứng đờ không còn thở được nữa. Sau đó lại bị chôn vùi dưới mồi lửa của lực lực cuống cuồng chân tay thì chảy hết cả mồ hôi chỗ này đến chỗ kia chạy ra thục mạng chẳng thể vào bên trong căn nhà kho được nữa tim của hắn ta như muốn rơi ra bên ngoài hắn ta chắp tay để cầu khẩn điều gì đó hy vọng sẽ có nhiều kỳ tích xảy ra đối với bản thân điều hắn ta ắt hẳn là đang muốn ở đây chính là sự bình yên phải cố gắng sống thật tốt để ra khỏi đây rồi hắn ta dự tính là đi nơi khác để sinh sống quay trở lại với thực tế thì cánh cửa kho cứng ngắc có thể làm mở ra được dường như đã có ai ở bên ngoài khóa chặt hắn ta gào thét đập đồ loạn xạ cả lên hy vọng cánh cửa đó sẽ mở ra nhưng không thể được kiệt sức hắn ta ngồi xuống thì lúc này ở trong bóng đêm u ám trong căn phòng kho lúc này xuất hiện một bóng người không thể sai được nữa đó chính là nguyện lực nhanh chóng chạy kéo lấy bạn rồi lắp bắp nói không thành tiếng mày ơi tao vừa gặp ma thật rồi mày ạ giờ tính làm sao đây chết mất thôi nhưng nguyện ở trước mặt hắn lại bay bét máu dính cả vào trên tay của lực một nhát đập bằng cây gậy kêu lên cách cốp một phát khiến cho lực lảo đảo hắn ta gào lên mày điên à tao đây lực đây mà mày làm sao thế nhưng liên tiếp là nguyện lại tiếp tục hành động của mình không có chuyện dừng lại khiến cho lực lảo đảo máu cũng đã bắt đầu chảy ra nhiều đạp nguyện ra lực lao thẳng vào cánh cửa sọc ra bên ngoài ngã lăn xuống bụi cỏ Máu cũng bắt đầu mơn trớn xuống dưới từng chỗ Ánh trăng lúc này lộ rõ ra cái bản mặt của Nguyện Một gương mặt đáng sợ Kèm theo đó là một giọng nói khác biệt lúc này mới được cất lên Lực ngay xong cũng chỉ biết nằm im bất động Mà chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra Chúng mày chết đi! Chúng mày chết đi! Liên tiếp là những cú đập gậy vào phần mặt của Lực Máu me bè bé bét bé ở đầu đã chảy ra Khuôn mặt biến dạng dần dần sau vũng máu lực dãy lên đành đạch giống như là một con gà vừa mới bị cắt tiết rồi chết. Nguyện cũng đổ cục xuống trong tư thế quỷ, nhưng có một sự trùng hợp là đều trước mộ của người bố xấu số kia. Cả đêm trôi qua một cách khá là yên tĩnh, lão Trung thức giấc rồi đi ra bên ngoài, vặn vẹo xương cốt rồi ngáp liên tục. Lão lên tiếng gọi hai người hầu thân cận của mình. Thằng Lực, thằng Nguyện đâu rồi? Ra đây ông bảo coi. Thế nhưng không có bất kỳ một lời hồi đáp nào cả lão trung lúc này thấy hai tên này không có được như mọi hôm bèn đập bàn gọi tiếp thêm lần nữa thế nhưng cũng chẳng có gì cả điều này khiến cho lão ta cảm thấy khá là bực dọc lão đứng xuống phía dưới sân gọi cả đám người hầu ra hỏi từng đứa một xem là hai tên kia đi đâu nhưng tất cả chỉ đáp rằng sáng sớm dậy thì đi qua đã chẳng thấy hai ông ấy đâu ạ à. còn cứ tưởng là hai ông theo đi lên trên huyện sớm lão trung cau mày không biết hai tên này đang bày trò gì vậy. Sống ở đây bao nhiêu năm giờ mới thấy cả hai tên sáng không có mặt ở nhà. Lão ậm ừ rồi cho tất cả giải tán đi ra bên ngoài làm những việc thường ngày. Bên trong thì lúc này thực vẫn cứ im lặng không thấy có động tĩnh gì. Tuổi già như lão đang cần một quãng thời gian để nghỉ ngơi, mà giờ thì lại lao vào mấy cái chuyện không đâu. Đứa cháu chả bế bồng được mấy mà bố của nó thành ra như vậy cho nên mẹ nó cũng không có muốn ở lại làm gì. Lão ngồi rồi lôi ra đống sổ sách mà đau đầu, đi đứng lên lại lại. Chờ mãi mà chưa thấy hai tên kia về, lão chỉ cay nghiến ở trong miệng. Chúng mày về đây, rồi tao đánh cho què giỏ. Vừa mới xong xuôi, thì có một tên chạy sọc vào bên trong, không có xin phép thưa gửi gì. Mặt mũi trông cũng khá là nghiêm trọng gọi lão trung trong sự thất thần. Lão vẫn cứ giữ đúng như cái dáng vẻ hiện tại, từ từ quay sang hỏi chuyện thì nhận được hung tin là hai tên người hầu thân cận nhất của mình đã chết ở bên ngoài nhà kho. Lão ta mặc vội cái áo rồi sai người đi cùng mình ra bên ngoài nhà kho để mà xem thực hư như thế nào. Người ở hai bên chung quanh cũng đã tập hợp đông đủ cả lại với nhau, chỉ trò về cái xác chết trông thật là đáng sợ kia. Nguyện và lực chết ở dưới nguyên một vũng máu, hung khí thì vẫn còn cầm ở trên tay của Nguyện. Lão Trung đi ra làm cho cả đám đông Phải thôi cái tiếng xì xào mà giạt hết sang Lão nhìn thấy cảnh tượng của hai tên Mà suýt chút nữa cũng đã lăn ra đất vì sợ Nhưng vì đông người Cho nên lão đã nín lại Rồi quay sang hỏi lớn Sao hai thằng này lại thành ra như thế vậy chứ Thưa ông Đấy ông nhìn hai chú thế đấy Đồ vật còn nguyên Máu mè thì khô như thế này Át hẳn là đêm qua đánh nhau rồi Bác trưởng làng thấy lão Trung có vẻ hơi gắt bèn đứng ra nói đỡ lời. Lão Trung nhìn thì quả đúng như vậy. Lão bảo người trình báo vụ việc này lên quan để mà cho người đi xem xét. Vì lão ta cũng đã quá thừa hiểu cái bản tính của lực và nguyện rồi. Hai tên lớn lên cùng với nhau. Đi theo lão Trung thì không khác gì như một cặp hình với bóng. Làm sao có thể tự ra tay mà tự xử mình như vậy được. Có việc gì hay tiền nong các thứ thì lão ta cũng đã chia đều cho cả đôi bên quan cũng nhanh chóng cho người sang bên để mà đưa hai cái xác đi. Còn Lão Trung trở về trong bao nhiêu sự suy nghĩ. Trong khuôn mặt của những người đứng đó, ai nấy cũng có vẻ ngơ ngác cho nên những người dân ở đây không thể nào gây ra chuyện đó được. Một ngày rắc rối đã lại kéo tới. Lão Trung còn đang tính dùng bên nhà kho này để chuẩn bị mấy bữa nữa, nhanh chóng cho người xử lý cái phần thu nợ cũ kia nữa. Những giờ hai người mà lão ta tin tưởng nhất đã chết thì tốt nhất là lúc này nên dừng lại đã. Lão ngồi trên ghế đung đưa cái chân một cách chậm rãi thì bên trong tiếng gào thét của tay thực đã vang lên. Giờ hắn ta đã dậy thì lại có thêm bao nhiêu cái phiền phức mang theo. Tiếng rú của tiếng đập cửa liên tục, chẳng ai dám đi vào bên trong cả vì sợ sẽ có chuyện không hay cho nên lão đã chỉ đành cho mọi người chờ khi thực mệt quá mà thiếp đi thì lúc cho vào bên trong xu dọn, nhưng hắn ta có vẻ không mệt hay sao? lúc nào cũng trong cái tình trạng gào rú liên tục, mãi tới trưa thì mới im lìm đi được. Đưa hắn ta ra bên ngoài mà cũng phải dùng những cái sợi dây thừng trói chặt lại, nếu không thì lại sợ có điều bất trắc. Mới có một hai ngày trong đó mà trông thân xác của tay thực tàn tạ đi trông thấy, thân thể gầy dơ xương, quần áo cắn gặm đến mức tả tơi, đầu tóc thì bù xù, vệ sinh lung tung làm cho cả căn phòng đó bây giờ mới mở ra đã bốc lên cái mùi hôi thối vô cùng khó chịu những người dân bên ngoài lại tiếp tục chủ đề bàn tán của mình khi nghỉ ngơi sang bên phía cái chết của lực và nguyện người này xôn xao với người kia nhưng quả thực là tâm trạng của họ cũng có phần nào được nhẹ đi chút hai tên này tuy chỉ là hai tên tay sai cho lão trung nhưng cũng đã mang đến bao nhiêu nỗi sợ hãi cho mọi người dân xung quanh đây rồi hai tên chết thì lão trung như là hổ mất đi vuốt có đánh đập mấy thì cũng bị mọi người cũng không có sợ. Này, hai thằng đấy chết là đáng. Người ở trong làng này sinh sống mà đối xử với mọi người chả đâu giờ vào đâu cả. Mọi người cùng nhau bàn luận sôi nổi đến mức suýt thì quên cả công việc. Nhưng khi hai tên này đã mất thì liệu rằng Lão Trung lúc này không biết sẽ còn định dở thêm trò gì để hành hạ mọi người ở trong làng nữa? Đêm ngày hôm đó Làn sương mờ bao phủ hết xung quanh mọi cảnh vật của ngôi làng. Lão trung ngồi đốt thuốc, thở dài ra bên ngoài hiên. Bên trong nhà thì thực cũng đã lăn ra ngủ lúc nào không hay. Lão ta ngồi rồi nghĩ về những cái dự định tiếp theo của mình trong những ngày sắp tới. Lão ra dự tính là sẽ dốc hết cho thực để hắn ta nắm mọi quyền hành, nhưng lúc này dường như đã quá xa vời. Tất cả mọi thứ đều bỏ lại, giờ nếu muốn thực hiện được thì chỉ còn hy vọng duy nhất đó chính là thực phải nhanh chóng tỉnh lại Bình thường trở lại để còn xử lý được mọi công việc của nhà Lão ta đang đăm chiêu nhìn ra bầu trời đầy sao Với ánh trăng tròn treo vàng vặc Thì ngay lập tức bên trong buồng phát ra những cái âm thanh rên rỉ Lão ta nghe mà có thấy điều khó hiểu Bên trong phòng của thằng thực Chả nhẽ lại có ai khác hay sao Rồi lão ta cố gắng vảnh tay lên để nghe cho rõ Thì nhận ra được rằng là mình nghe không hề có nhầm nửa tính vào nửa không nhưng khi hắn ta định mở cánh cửa vào thì lại rụt tay lại ngay lão ta định thần lại trong phút chốc thì âm thanh trở nên im bặt đi không có thấy thêm bất cứ một tiếng gì nữa nghĩ rằng chắc là do suy nghĩ nhiều nên lão ta có một chút hơi mơ sảng đi trở về phòng mà suy nghĩ vẫn cứ có hơi chút gì đó mông lung nhưng khi mọi thứ chìm vào trong màn đêm thì lão ta lại nghe thấy cái âm thanh rên rỉ kia một lần nữa nhưng thay vào đó lúc này chỉ còn mình lão ta là nằm sát ở bên phòng của thực cho nên lão ta cũng hơi sợ kéo tấm chăn lên chùm kín qua người mặc kệ cho thời tiết hiện tại đang nóng bức tới cỡ nào bao nhiêu năm qua sống ở trên đời đánh đập hành hạ không biết bao nhiêu mạng người và có thể ra tay bất cứ lúc nào nhưng bây giờ lão ta mới nếm trải cái cảm giác sợ hãi không thể hình dung được chỉ cách có một tấm gỗ mà thôi suốt cả đêm hôm đó năm chăn chọc mà lão ta liên tục nằm mơ thấy có những kẻ chết người dưới tay của lão hiện về một cách đầy bất ngờ, sau đó bóp lấy cổ của lão khiến cho lão nghẹt thở mà phải tỉnh lại. cứ chờ trực như vậy mà lão ta thức tới tận sáng, vừa mới gà gáy, lão ta đã sai người nhanh chóng sang bên phòng của thực để xem ai có vào đó nữa hay không, nhưng lại không có thấy bất kỳ một điều gì khác thường nữa. Lão đã chắc chắn bên trong phòng của thực có người phụ nữ nào. Nhưng mà lúc kiểm tra thì lại không thấy bất kỳ ai Liên tiếp là những ngày sau Đều không có thấy bất kỳ ai khác ở bên trong phòng của thực Nhưng lại liên tiếp có những âm thanh quái đản Lão ta cũng bắt đầu suy kiệt Cứ thường tình thì lại ngất liệm đi Đám cưới hầu cũng nhận thấy sự bất thường trông thấy Cho nên cũng đủ kiếm lý do này, lý do nọ Để rời đi khỏi cái nơi đầy tội lỗi này Lão Trung cũng chẳng buồn muốn giữ thêm bất kỳ một ai nữa Càng thêm người thì lại càng thêm gánh nặng lão ta suốt ngày phải chịu đựng cơn hành hạ như vậy thực thì vẫn cứ không hề có bất kỳ một tiến triển gì khác mỗi ngày một tàn tạ hơn tối ngày hôm đó nhà lão trung vắng tanh chỉ còn có hai bố con cách nhau lão trung lại nghe thấy cái âm thanh quái đản kia lần này lão quyết định đi vào bên trong xem xem mọi chuyện như thế nào mở cánh cửa ra là một làn gió thấp mạnh vào bên trong người của lão dù bên ngoài không có gì cả lão tiến từng bước rồi cất tiếng gọi con nhưng thay vào đó là những điệu cười khác nhau hết từ chỗ này đến chỗ khác Như bao kín xung quanh cả không gian Thay đổi liên tục Lúc thì tiếng cười Lúc thì tiếng khóc Lúc thì tiếng rên rỉ Cảm tưởng như đang có rất nhiều người bầu kín cả căn phòng Làm cho không khí trở nên ngột ngạt căng thẳng Lão ta tiến thêm mấy bước nữa Thì thấy thực đang nhai răng rắc cười ở ngay trước mặt Chưa kịp trở tay Hắn ta nhanh chóng cắn thẳng vào trên bả vai của bố mình Một cách ngấu nghiến lão trung đau quá mà gào ẩm cả lên dùng hết sức để đẩy hắn ta ra nhưng khi dứt ra được thì tấm áo cũng đã bị ướt sũng máu lão nhanh chóng lùi về sau tay định lôi cánh cửa đóng chặt mồm vẫn không ngừng gào lên kêu cứu thế nhưng một cái đạp của thực đã khiến cho lão ngã ngửa ra đầu óc thì quay cuồng máu cũng bắt đầu chảy thực lúc này cũng đã mất hết nhân tính lão ta lao vào cào xé chính bố của mình không hề thương tiếc Lão Trung cố gắng vùng vẫy bằng cái gậy chống của mình Thoát ra được thì cũng ướt đẫm máu Lão ta cố gắng chống gậy bò đi Nhưng đằng sau là những cái thứ âm thanh rít lên liên tục đầy thù hận Luân chuyển phát ra từ miệng của tay thực Trả mạng Trả mạng cho tao Thực lấy đồ đạc có ở trong nhà ném thẳng vào người của Lão Trung Không để cho Lão ta bỏ đi được nữa Lão Trung bị những vật nặng ném vào người cho nên cũng hết sức sợ hãi vì lúc này lão biết mạng của lão cũng đã tận. Lão cố gắng gào lên trong cái sự yếu ớt nhưng cũng chẳng thấy có bất kỳ ai đến nữa. Thực cầm một con dao, từ từ tiến sát lại, nắm lấy đầu của bố mình rồi cứ liên tục cho tới khi cái đầu của lão trung kia rời khỏi cổ thì hắn ta mới quay ra cười một cách điên loạn. Người dân xung quanh bắt đầu đốt đuốc rồi đi ra bên ngoài nhà lão trung xem xem có chuyện gì. Đập vào mắt của mọi người là cái đầu của lão trung, lăn lung lốc như một trái bóng ở trên sân đất. Tất cả đều lùi lại, nhìn về phía bên của thực với toàn thân thì ướt sũng máu. Mùi tanh tưởi bốc lên sồng sọc, ai nấy cũng khiếp sợ mà lùi lại. Còn riêng đám trẻ con thì chứng kiến cái cảnh này thì nhanh chóng đã chạy về nhà luôn. Thực cười lên nhìn trước những cái đám đuốc rồi lao thẳng vào tính giết cả những người dân. Nhưng ngay lập tức bị những sợi dây trói lại rồi kéo ngược vào bên trong nhà đóng cửa. Lúc này chỉ còn một quyết định duy nhất là phải thiêu dụi hết mọi thứ thì mới giải quyết được thực. Mọi người bắt đầu chia nhau vào bên trong giải tán hết những thứ mà họ xứng đáng có được. Một mồi lửa thiêu rụi mọi thứ, lão trung đã mất đầu, còn tay thực thì đang cười một cách điên điên dại dại ở bên trong, thiêu rụi hết tất cả mọi tội ác của gia đình nhà phú hộ trước con mắt của những người dân nơi đây. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Trả oán oan hồn của tác giả Công Hiếu. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh Hẹp Chuyện Mạng.